Anh em nào muốn làm giàu lên ngay clmm88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình lên cho mấy anh em là con game là Trường Sinh Quyết China nha. Thì cái con này á, thì thông báo với mấy anh em là server nó hơi ổn áp nha anh em. Mà nếu mà con này nó, nếu mà 2-3 hôm nữa mà nó còn sống á, thì mình sẽ diệt quá cho mấy anh em chơi nha. Còn hôm nay thì anh em tạm chơi là cái bản China nha anh em. Rồi ở trên màn hình mấy anh em á, là mấy anh em tạo tài khoản nha. Thì anh em qua cái gờ cái bên nè. Đây cái gờ cái bên nè, anh em tạo tài khoản nha. Thì ở đây anh em điền số bất kỳ nha. Đó. Rồi ở đây anh em điền tài khoản vào nha. Thì cái tài khoản bãi Steam 77 này là mình đã tạo rồi nha. Bên này mình làm demo cho anh em thôi nha. Ở đây anh em gõ vào mật khẩu nha. Thì ở dưới này cũng vậy. Rồi xong anh em nhấp vào nút này để tạo tài khoản nha anh em. Đó, thì ở đây mình đã tạo rồi cho nên mình sẽ login ha. Thì ở đây là bãi Steam 77 ha. À, mật khẩu ha. Rồi, vào nha anh em. Thì nếu mà nó ổn á, nếu nó ổn chừng 2-3 hôm á, thì mình sẽ diệt quá cho anh em chơi nha. Rồi mình vào game. Thì cái con này mình đã tạo nhân vật rồi nha anh em. Em không ca ca ha. Thì giới thiệu với anh em là con này là nó sẽ free cho mấy anh em là tool dễ dàng nha. Nói chung là tool full dễ dàng đó. Là mấy anh em sẽ dùng dễ dàng, mấy anh em đổi kim bảo để mấy anh em chơi nha. Đây. Thì mấy anh em khi mà mấy anh em tool cái dễ dàng á, thì nó sẽ được cái dễ như vậy nha. Thì tí xíu đó mình sẽ hướng dẫn cái tool cho mấy anh em nha. Thì tool nó rất đơn giản luôn. Đó. Thì bây giờ mình hướng dẫn luôn nha. Thì mấy anh em muốn tool á, thì mấy anh em phải lấy cái ID của cái con, của cái nhân vật mình nha. Đây cái ID nè. Mấy anh em nhấp vào cái hình avatar ha. Mấy anh em lấy cái ID nhân vật nha. Thì mấy anh em copy cái ID này. Thì mấy anh em mở cái link tool lên. Đó. Rồi để mình ra mình mở cái link tool lên nha. Thì đây là cái link tool nha anh em. Đây là cái link tool game nha. Thì mấy anh em dán vào cái hồi nãy mấy anh em copy á, cái ID á, dán vào ha. Thì ở đây chỉ cần dán cái ID vào và anh em là N là nó vô thôi. Nhấp cái nút dưới ha. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, vậy là thành công nha anh em. Mỗi lần anh em tool về là sẽ được 10 cái giấy vàng nha. Mà một cái giấy vàng là nó tới 10 triệu lần. Đó, anh em tool một lần thôi nha. Là anh em xài xong rồi anh em tool nữa nha. Rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình qua game mình hướng dẫn cho mấy anh em là nhận kim bảo nha, đổi kim bảo nha anh em. Thì mấy anh em thấy ở đây nó có hiện thư nè. Thì khi mấy anh em tool thì anh em vào thư mà nhận nha. Đây mình mở thư lên nha. Đó. Đây, mỗi lần tool anh em được 10 vé ha. Em nhận nha anh em. Rồi. Mình mở gương lên nha. Anh em thấy là ở đây là chỉ có 225k kim bảo thôi nha. Thì đây. Đó. Anh em sẽ dùng một vé nè. Dùng một vé vàng nè. Anh em dùng vé vàng là anh em nhấp bên trái nha. Đó. Mình đã dùng một vé vàng ha. Rồi mình vào phần kim bảo nè. Nạp kim bảo á. Khi mà anh em lên level 6 thì anh em sẽ nhấp vô đây được. Đó. Thì ở đây anh em muốn đổi kim bảo á, gói nào á thì anh em chọn nha. À, ở đây anh em thấy là cái giới vàng mình dùng á là nó ra cái số nè. Là 29 triệu mấy ha, gần 30 triệu là tương đương với 3 vé đó anh em. Thì ở đây anh em sẽ chọn đổi cái gói này đi, cái gói 110 nè. Đây. Đó, thì anh em sẽ dùng cái giới vàng đổi cái gói kim bảo này. Ở đây anh em nhấp bên phải nha. Đó. Mình đã đổi ha. 110 ha. À, đổi cái nữa nha. Đó. Rất là ok luôn.
Đó, ở đây anh em thấy là whip lên nha anh em. Anh em đổi là whip nó lên nha. Đó là whip 15 luôn nè. Đó. Đây. Kim bảo nó lên nha. Thì cứ vậy đó, anh em đổi kim bảo mà chơi nha anh em. Đó, thì mình test game luôn nha. Game cũng rất là mượt nha anh em. Hiện tại mình đang ghi hình cái con này á, là mình thấy nó rất là ok nha anh em. Mà khi mình share lên á thì sẽ đông anh em chơi. Thì nếu mà nó còn sống á, nếu mà nó ổn á, ổn 2-3 hôm á, thì mình sẽ vượt quá cho anh em chơi nha. Thì cái con này là nó không chết hẳn nha anh em. Nó không bao giờ chết hẳn đâu. Anh em cứ cứ vào chơi mà những lúc mà được ha. Chứ nó không có nó có mà sạch hẳn luôn nha anh em. Khó lắm. Cái server này khó lắm. Đó, game rất là mượt nha anh em. Thì cái này là mình đang chạy trên giá lập nha. Giá lập PC nha. Đó, rất là ok luôn. Chạy trên điện thoại thì mượt mà thôi. Em không kaka cưỡi hạt nha anh em. Rất là ok luôn. Cái con này là mình đã test này một tuần rồi. Nó đã ra một tuần rồi nhưng mà mình thấy nó ổn áp quá. Mình không có xe lên cho mấy anh em chơi. Sợ xe lên thì rồi nó sập tới sập lui thì nó anh em than phiền ha. Thì mình cũng nói rõ là cái con này là nó ổn áp nha anh em. Anh em cân nhắc khi tải về chơi nha. Thì anh em chơi server phi thì anh em hiểu rồi đó. Nó sẽ sập bất cứ lúc nào nha. Nhưng mà nó có đi có lại, có đi có lại vậy. Thì thí dụ mình chơi được khúc lúc nào mình chơi nha anh em. Còn nếu mà mình chơi game chính quy thì nó không có bị sập rồi. Nhưng mà anh em sẽ không có được tự sướng như mình chơi những cái bản phi nha. Những bản phi thì mình sẽ chơi nó thoải mái hơn. Kim bảo rồi nhiều. Thí dụ tool full rồi vật phẩm rồi này kia. Chơi nó sướng. Còn mà chơi bản chính quy thì anh em phải nạp tiền rất là nhiều. Rồi clip hướng dẫn anh em mình xin tạm dừng nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.